Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV. Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của làng Túc Cầu có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay nhé. Thua U23 Việt Nam, huấn luyện viên Timor Leste lý nhí thừa nhận điều chấn động về U23 Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngã mũ. Để thua đậm trước U23 Việt Nam, huấn luyện viên Fabio Marcel của U23 Timor Leste phải thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng U23 Việt Nam quá mạnh và các cầu thủ Timor Leste đã không thể chống đỡ được. Huấn luyện viên Fabio Marcel phát biểu: "Kết quả trận đấu này là một điều rất thất vọng với chúng tôi. U23 Việt Nam quá mạnh và chúng tôi chỉ có thể tập trung vào phòng ngự mà không thể tấn công. Tuy nhiên, trong phòng ngự, chúng tôi lại liên tục mắc sai lầm và tôi không thể cải thiện được tình hình." Đánh giá về U23 Việt Nam trong trận đấu này, huấn luyện viên Fabio Marcel cho biết, các cầu thủ Việt Nam rất đồng đều, có kỹ thuật và khả năng phối hợp rất nhịp nhàng. Điểm mạnh của U23 Việt Nam là khả năng cầm bóng, họ kiểm soát bóng, chuyền từ bên này sang bên kia rất dễ dàng. U23 Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất SEA Games năm nay. Trận này U23 Việt Nam còn không tung ra đội hình mạnh nhất. Tôi biết có 3 đến 5 cầu thủ trụ cột được nghỉ ở trận này. Khi những cầu thủ đó trở lại, U23 Việt Nam sẽ rất mạnh. Huấn luyện viên Fabio Marcel nói: đây là trận đấu mà U23 Việt Nam trút mưa bàn thắng vào lưới đối phương như thể để giải cơn hạn bàn thắng mà họ đã phải chịu đựng trong hai trận đấu đã qua. U23 Việt Nam tấn công đa dạng và ghi bàn bằng nhiều cách, đặc biệt sự tự tin của họ đã trở lại và điều này giúp họ chơi bóng thanh thoát hơn. Các cầu thủ của tôi đã chơi đúng chiến thuật và rất nỗ lực đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Tôi hài lòng về tinh thần và sự cố gắng. Các cầu thủ đã làm hết sức. Chúng tôi đã đến đây với niềm tự hào và biết ơn trước niềm hiếu khách và tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi cống hiến để về nước với danh dự và trong tư thế ngẩng cao đầu. Truyền thông châu Á chỉ ra lý do Việt Nam sẽ thắng khi gặp Thái Lan ở bán kết. Hôm nay ngày 15 tháng 5, sau loạt trận đấu cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, dù vất vả, song U23 Việt Nam đã kiểm soát tình hình. U23 Việt Nam đã giành ngôi Nhất Bản khi đánh bại Timor Leste, trong khi Indonesia đã đánh bại Myanmar và giành vé vào bán kết. Dưới góc nhìn của Alvino Hanafi, phóng viên tờ Gold phiên bản tiếng Indonesia, những màn trình diễn nhọc nhằn của U23 Việt Nam không phải cái gì đó quá bất ngờ. Đây là lứa mới, không còn là đội bóng của Quang Hải cách đây vài năm. Trong tâm trí tôi cũng như nhiều người khác, thế hệ Quang Hải là một đội bóng rất mạnh, thậm chí mạnh nhất Đông Nam Á, tương tự đội bóng của Chanathip. Hanafi nói với phóng viên trong cuộc trò chuyện, Bây giờ, huấn luyện viên Ponser phải tạo nên đội ngũ mới. Như tôi thấy, các vị trí được nắm giữ bởi những con người mới, nhưng cách vận hành không có nhiều khác biệt. Họ sẽ cần nhiều thời gian để có thể bắt kịp chất lượng của thế hệ trước. Mặc dù vậy, anh vẫn cho rằng U23 Việt Nam đang đi đúng lộ trình. Bất chấp đối thủ ở bán kết, nhiều khả năng sẽ là Thái Lan. Nhà báo người Indonesia cho biết, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, chắc chắn rồi, đó là trận hay nhất hoặc siêu kinh điển của Đông Nam Á. Rất khó để dự đoán chính xác những gì sẽ diễn ra, nhưng với cá nhân tôi, Việt Nam với lợi thế chủ nhà sẽ giành chiến thắng và có mặt ở trận chung kết. Tôi đã trải nghiệm một lần sức mạnh của tuyển Việt Nam, đó là trận chung kết SEA Games 30 tại Manila. Việt Nam thắng Indo toàn diện khi trận đấu còn chưa diễn ra. Những dòng người áo đỏ phủ kín đường phố Manila, các khách sạn và sân vận động Rizal Memorial. Sự cuồng nhiệt của họ khiến Indo bị áp đảo hoàn toàn. Sau khi giành huy chương vàng với chiến thắng 3-0, tôi tiếp tục thấy người hâm mộ Việt Nam về quanh khách sạn nơi đội đóng quân và hô tên những người hùng của họ. Cũng chính vì sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam trong đêm tháng 12 năm 2019 ở Manila hay như hiện tại, như Hanafi cũng chứng kiến ở vị trì, anh nhận thấy sự tương đồng ở các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam không khác Indonesia hay Thái Lan, SEA Games có rất nhiều bộ huy chương, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa nếu không có tấm huy chương vàng bóng đá. Anh cười nói. Nếu đội bóng dừng bước sớm, SEA Games coi như kết thúc. Đó là lý do mọi phóng viên Indonesia đều tới Việt Trì và trong ngóng kết quả đội quân của huấn luyện viên Sitayon. Điều phức tạp cho Indo là các nền bóng đá ở Đông Nam Á đang tiến bộ đáng kể và khoảng cách giữa các đội bóng bị thu hẹp. Như Hanafi chỉ ra, những chiến thắng với tỷ số đậm không cần diễn ra. Indonesia không thể đánh bại Timor-Leste dễ dàng và Việt Nam cũng bị Philippines cầm hòa trước khi giành chiến thắng vất vả trước Myanmar. Chính thành công của Việt Nam những năm qua đã thúc đẩy các quốc gia khác phải nỗ lực cải thiện mình và đây là dấu hiệu tích cực cho bóng đá Đông Nam Á. Trước giải đấu, chúng tôi nghĩ rằng đối thủ chính của Indonesia tại bảng A là Việt Nam, nhưng không ngờ đội bóng thách thức tấm vé đi tiếp của Indonesia lại là Myanmar. Hanafi chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ trước sự thăng tiến thần tốc của Myanmar. Điều đáng sợ nhất là Myanmar là một khối gắn kết và chơi với tinh thần dân tộc cao ngất. Người Thái ngại gặp U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31." truyền thông Thái Lan e ngại đội chủ nhà U23 Việt Nam sẽ là đối thủ của voi chiến ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. U23 Thái Lan vừa có màn trình diễn tương bừng khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Campuchia trong khuôn khổ bảng B. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan với cùng tỷ số 5-0. Kết quả này giúp voi chiến trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 31 với 11 lần làm tung lưới đối phương báo chí Thái Lan dành những lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Mano Bonking khi mở cánh cửa vào vòng bán kết. Phong độ xuất sắc giúp U23 Thái Lan đè bẹp U23 Campuchia. Siam Sport viết về trận thắng năm sao. Cú đúp của Patrick Guvasson cùng với bàn thắng của Chonabat, Korawik và Wurachit giúp Thái Lan lấy thêm 3 điểm. Vào ngày 16 tháng 5, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu với U23 Lào để tranh chấp ngôi đầu bảng A SEA Games 31 với U23 Malaysia, đội đang có nhiều hơn một điểm. SMM Sport cũng khen ngợi các cầu thủ trẻ Thái Lan với cơn mưa bàn thắng trên sân thiên trường vào tối ngày 14 tháng 5. U23 Thái Lan phô diễn sức mạnh vùi dập U23 Campuchia với tỷ số đậm 5-0 trong khuôn khổ bảng B SEA Games 31, SMM Sport bình luận. Các cầu thủ trẻ Thái Lan có màn trình diễn xuất sắc, trong đó cầu thủ dự bị Patrick ghi cú đúp để lấy thêm 3 điểm, qua đó vươn lên đứng nhì bảng sau U23 Malaysia. Thái rắc cũng dành lời khen cho U23 Thái Lan nhưng thận trọng hơn khi nhìn về vòng bán kết với khả năng gặp U23 Việt Nam. Thái rắc đề cập sau trận thắng U23 Campuchia như sau: "Mano King sẽ giúp U23 Thái Lan vào bán kết SEA Games nhưng chúng ta có thể sớm phải gặp U23 Việt Nam." Những chú voi chiến của ông Mano King nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với U23 Việt Nam sớm hơn mong đợi. Mặc dù U23 Việt Nam thi đấu chưa tốt như mong đợi, Thái Giác vẫn nhận định thầy trò huấn luyện viên Ponser là đối thủ đáng gồm nhất tại SEA Games 31. Để không gặp U23 Việt Nam, nhiệm vụ của U23 Thái Lan là thắng U23 Lào, đồng thời hy vọng U23 Malaysia không thắng U23 Campuchia ở lượt cuối bảng B. Huấn luyện viên U23 Myanmar chỉ ra điểm khác nhau trong lối chơi giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Huấn luyện viên Veriza Popov cho biết ông tự hào với màn trình diễn của các học trò. Bất kể việc U23 Myanmar để thua U23 Indonesia 1-3 ở trận đấu chiều ngày 15 tháng 5 trên sân Việt Trì, ông Popov cũng đưa ra các nhận định về sự khác nhau giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Kết quả này khiến đội bóng của ông Veliza Popov phải nói lời chia tay SEA Games 31 với 6 điểm sau 4 trận đấu. U23 Indonesia 9 điểm giành suất đầu tiên vào vòng bán kết ở bảng A. Suất còn lại thuộc về U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Popov cho biết, tôi không có gì phải xấu hổ về các cầu thủ. Đánh giá công tâm, chúng tôi hôm nay đã chơi tốt hơn nhiều so với giải đấu cách đây 3 năm. Chúng tôi chỉ thua hai đội mạnh nhất là Việt Nam và Indonesia. Chúng tôi phải đấu với những cầu thủ kinh nghiệm, hầu hết từng thi đấu ở AFF Cup tôi thực sự tự hào với các cầu thủ, họ đã chơi quả cảm. Theo ông Popov, U23 Myanmar đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Đội bóng của ông kiểm soát bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội. Đánh giá về U23 Việt Nam và U23 Indonesia, ông Popov cho rằng hai đội có lối chơi, chiến thuật khác nhau. Ông Popov cho biết, tôi không thể nói là trận nào khó khăn hơn khi gặp Việt Nam và Indonesia. Indonesia nhanh hơn, các pha bóng nguy hiểm hơn và mạnh về phản công, lối chơi sáng tạo. Việt Nam thì có thể lực tốt, lối chơi phòng thủ tốt. Madam Ban và huấn luyện viên Thái Lan thách thức ông Park. U23 Thái Lan đã trở lại đúng với sức mạnh với hai chiến thắng năm sao trước Singapore và Campuchia. Dấu ấn lớn nhất trong hai trận thắng tưng bừng của U23 Thái Lan đến từ huấn luyện viên Pol và Madam Ban. Họ chính là hai nhân vật làm xoay chuyển mục tiêu của bóng đá nam Thái Lan ở SEA Games 31. Madame Ban đã cầm đầu cho sự thay đổi của U23 Thái Lan. Từ dự tính dùng U19 đá Games 31, thì nữ tỷ phú Thái Lan bất ngờ xoay chuyển càng khôn với lứa U23 và ba cầu thủ trên 23 tuổi được lựa chọn. Madame Ban cũng thuyết phục thành công ông Polking dẫn dắt U23 Thái Lan. Dấu ấn của Madame Ban về hậu trường và hỗ trợ cho huấn luyện viên Polking thật sự rất lớn. Bà sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cho U23 Thái Lan. Kể cả chuyện về quê nhà, đóng nhiều thùng đồ ăn mang sang Việt Nam cho toàn đội thay đổi khẩu vị. Trong khi đó, huấn luyện viên Polking không cần nhiều thời gian để xây dựng lối chơi cho U23 Thái Lan. Trận thua Malaysia có thể nói là tai nạn khi mất người ở cuối hiệp 1. Đây là tình huống trọng tài có phần nặng tay với trung vệ Thái Lan. Ở hai trận đấu then chốt với Singapore và Campuchia, U23 Thái Lan cho thấy được sức mạnh vượt trội để thắng cùng cách biệt 5-0. Có thể dễ dàng nhận thấy đội bóng của huấn luyện viên Polking càng đá càng hay sau nửa tháng luyện tập và thi đấu. Ở trận cuối bảng B, Thái Lan chỉ gặp U23 Lào nên họ có 99% cơ hội vào bán kết. Huấn luyện viên Bon Kiên thừa nhận, chúng tôi gần như chắc chắn vào bán kết. Tuy nhiên, Thái Lan phải cải thiện nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình và chinh phục huy chương vàng SEA Games. Với sự chuyển biến về nhiều mặt như lối chơi gắn kết, tìm ra bộ khung ưng ý, thích nghi với thời tiết và điều kiện sân bãi ở Việt Nam, ông Bon Kiên có lý do để tự tin phát biểu không ngán bất cứ đội nào ở SEA Games 31. Thậm chí, huấn luyện viên Bon Kiên thách thức ông Park chúng tôi bây giờ không sợ bất cứ đội nào, kể cả là U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đang chơi tốt, nhưng Indonesia cũng không hề đơn giản. Nếu tránh được Việt Nam sẽ tốt cho chúng tôi, nhưng phải gặp nhau thì chúng tôi cũng không ngại. U23 Thái Lan phải đánh bại mọi đối thủ để giành huy chương vàng. Tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên bonking đã đánh bại ông Park ở bán kết, sau đó giúp Thái Lan vô địch. Giải đấu này cũng ghi nhận dấu ấn lớn từ Madamman. Tự chung lại, U23 Thái Lan với bộ đôi Ban và huấn luyện viên Ponking đang thực sự thách thức tham vọng vô địch SEA Games 31 của ông Park. Khả năng rất lớn là U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ đụng độ nhau ở bán kết. Thông tin trên là tin tức vừa được tổng hợp của kênh Bóng Đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Nhớ đừng quên để lại ý kiến đóng góp bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất có từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!